Đây là những hình ảnh và chia sẻ của hai nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp 24 giờ trước khi bước vào những giây phút quan trọng, phá vỡ kỷ lục thế giới của chính mình. Cơ và Nghiệp có rất là nhiều việc mà đã rất là sai sót. Thì hôm nay hy vọng là những cái sai sót đó của Cơ sẽ được khắc phục và hoàn thành một cách tốt đẹp nhất. Sau tất cả, hạnh phúc đã vỡ òa khi Giang Quốc Cơ, Giang Quốc Nghiệp đã hoàn tất 10 bậc thang được xây thêm để đủ 100 bậc tại nhà thờ Girona. Hai tiếng Việt Nam lại được vang lên trong sự ngưỡng mộ của bạn bè thế giới. Cái thành công này của Quốc Cơ, Quốc Nghiệp sẽ được lan tỏa, sẽ được chia sẻ với tất cả mọi người. Xin chào hai nghệ sĩ ạ. Từ Việt Nam, chúng tôi muốn gửi lời chúc mừng và thể hiện niềm tự hào của mình đối với kỷ lục mà hai nghệ sĩ vừa xác lập. Lúc này thì cảm xúc của các anh như thế nào ạ? Xin chào tất cả quý vị khán giả. Mình thực sự là không thể tưởng tượng được, bởi vì trong khoảng 3 đến 4 ngày mà Quốc Cơ Nghiệp luyện tập bên đó thì không có 10 bậc thang sau cùng. Và cái khó khăn đầu tiên là thời gian của nó thay đổi so với Việt Nam. Sau đó thời tiết bên đây khá lạnh, rồi cộng với cái việc là mình bay một chuyến bay quá dài, cho nên là mình sẽ không có đủ thể lực. Khi đó thì lần đầu tiên Cơ nhớ là Cơ đi được 60 bậc. Với lại một điều nữa là những cái bậc cầu thang đó họ không mang ra cho mình, và mang ra cái giờ phút cuối cùng. Đó là một thử thách rất là khó khăn đối với Cơ và Nghiệp. Cũng rất là vui và hạnh phúc khi mà buổi sáng thức dậy đọc được những cái tin tức, những cái hình ảnh và những video của tất cả mọi người, và những lời chúc rất là tốt đẹp của mọi người. Xin biết ơn tất cả những người mà đã dành cho Quốc Cơ, Quốc Nghiệp những cái năng lượng tuyệt vời đó. Và trong 53 giây ấy, 53 giây để tạo nên một kỷ lục mới của thế giới, thì trong đầu của anh đã nghĩ gì? Hay là lúc đấy là mình thả lỏng và không nghĩ bất cứ điều gì ạ? Thì Quốc Cơ, Quốc Nghiệp không nghĩ gì hết. Chỉ biết là mình sẽ phải cố gắng, nỗ lực hết sức mình. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, chúng ta chỉ có một cơ hội, chỉ có một điều duy nhất chúng ta có thể làm để cho Việt Nam của chúng ta, để một niềm tự hào của Việt Nam chúng ta lại một lần nữa vinh danh. Ban tổ chức kỷ lục Guinness thì nói như thế nào về lần phá vỡ kỷ lục này của các anh ạ? Họ có nói rằng là dường như là lần đánh đố, lần thử thách này có vẻ hơi dễ so với hai nghệ sĩ Việt Nam, và lẽ ra phải thêm 10 bậc nữa không ạ? Sau khi mà Cơ và Nghiệp bước lên đến 100 bậc thì bên ban tổ chức có nói là thời gian của hai anh em là 53 giây. Wow, thật sự là hai anh em không thể tưởng tượng được, bởi vì nhớ 5 năm về trước khi mà bước lên 90 bậc á, thì chúng ta đã bước hết 52 giây rồi. Thì đợt này mình bước đến 53 giây là đó một điều kỳ diệu. Nhưng mà khi mà hai anh em đã bước lên đúng 100 bậc thang rồi, sau đó ban tổ chức lại mới nói nhỏ với anh em Cơ Nghiệp là nếu như mà chúng tôi đưa cho các bạn 10 bậc thang nữa thì các bạn có làm được điều đó hay không? Thì Cơ nghĩ đó là một điều bí ẩn, và Cơ nghĩ là Cơ và Nghiệp sẽ cố gắng giải tỏa cái điều bí ẩn đó trong thời gian sớm nhất. Vâng, nhắc tới Hoàng Tử Siếc, Quốc Cơ, Quốc Nghiệp thì chúng ta nhắc tới những phần trình diễn có thể nói là khiến cho khán giả cảm thấy nghẹt thở, cảm thấy lo lắng, hồi hộp, thấp thỏm và vỡ òa trong hạnh phúc. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng nhìn lại những kỷ lục thế giới và những giây phút làm nên hai cái tên Giang Quốc Cơ, Giang Quốc Nghiệp. Nghề xiếc là nghề vô cùng gian khổ, một người thành công đã khó rồi. Nhưng mà hai người, hai chủ thể khác nhau lại cùng làm nên một cái thành công. Các anh đã quyết định như thế nào khi mà hai anh em sẽ gắn bó với nhau để tạo nên những kỷ lục của ngày hôm nay ạ? Còn nhớ lúc ngày xưa thì Cơ và Nghiệp đi diễn ở rất là nhiều nơi ở Việt Nam á, thì xiếc hầu như là được xem như là một bộ môn giải trí nho nhỏ. Thì lúc đó Cơ và Nghiệp cảm thấy là mình cũng chưa được xứng đáng lắm với bộ môn của mình. Bởi vì mình cũng bỏ ra rất là nhiều thời gian tập luyện, rồi mình cũng đã tập luyện rất là cực khổ, kể cả mồ hôi, nước mắt, mà cách nhìn nhận của khán giả vẫn chưa được tốt lắm về bộ môn này. Cơ và Nghiệp đã quyết tâm là sẽ có một ngày nào đó Cơ và Nghiệp sẽ làm được cho
cho tất cả mọi người trên thế giới thấy xiếc là một bộ môn nghệ thuật và được trân trọng. Và Quốc Cơ Quốc Nghiệp hy vọng sau hai anh em sẽ còn những tài năng kế tiếp để kế thừa và đưa nghệ thuật xiếc của Việt Nam của chúng ta lên một tầm cao mới, chứ không dừng lại ở Quốc Cơ Quốc Nghiệp. Vâng, một câu hỏi cuối cùng, một câu hỏi dành cho tương lai ạ. Liệu 5 năm tới chúng ta có thể thấy một kỷ lục nữa của Quốc Cơ Quốc Nghiệp hay không ạ? Việc thực hiện xác lập kỷ lục Guinness lần này đối với Quốc Cơ Quốc Nghiệp đó có rất là nhiều yếu tố mà anh em Quốc Cơ Quốc Nghiệp nhận lời mời này. Thứ nhất là làm sao để cho anh em Quốc Cơ Quốc Nghiệp vượt qua chặng đường 5 năm anh em Quốc Cơ Quốc Nghiệp đã làm. Và điều thứ hai đó là làm cho Việt Nam có được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness thế giới vào năm 2021. Và điều quan trọng nhất là cho những đứa con của Quốc Cơ và Quốc Nghiệp nhìn thấy tấm gương của cha mình để các con có thể noi theo, thấy được là đến thời điểm này cả hai anh em Quốc Cơ và Quốc Nghiệp đến độ tuổi này vẫn còn tiếp tục yêu nghề, đam mê nghề, làm sao để cho cái ngành xiếc của chúng ta phát triển một cách tốt nhất, không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Vâng, nó là câu trả lời của tương lai đúng không ạ? Nhưng mà thực sự ngày hôm nay, những người dân Việt Nam, trong đó có Thụy Vân, cảm thấy vô cùng tự hào với những gì mà các anh đã làm được. Và xin được cảm ơn các anh đã nhận lời tham gia Chuyển động 24 giờ. Xin chúc cho các anh sẽ có thật nhiều sức khỏe, phong độ và mãi mãi là niềm tự hào Việt Nam.